Chào mừng bạn đến với ngày thứ 20 của chuỗi ngày 21 ngày thịnh vượng. Khi bạn tin rằng mình có giá trị, bạn sẽ có quanh mình những sự xa hoa, tiện nghi và vui thích. Những thứ ở trên mức sống cần thiết. Sự xa hoa không phải về vật chất, không cần phải là một chiếc xe hơi đắt tiền hay một ngôi nhà sang trọng. Nó có thể là mùi hương ngọt ngào của những bông hoa hái từ trong vườn, một giọt sầu thơm trong bồn tắm, một mẩu sô-cô-la ngậy, hay điệu nhạc du dương. Đó là những thứ xá xỉ nho nhỏ trong cuộc sống, không đáng mấy tiền nhưng lại mang lại nhiều ý nghĩa. Bạn có thấy mình xứng đáng với sự xa hoa này không? Sự xa hoa là trạng thái tự nhiên, là quyền trải nghiệm sự thịnh vượng từ khi sinh ra của mỗi người. Kinh Vệ Đà đã nói, mỗi con người là một thỏi vàng. Vàng rong là bản chất thật của bạn, được tạo ra từ tình yêu của vũ trụ, vàng lấp lánh và được nâng niu, cũng như bạn vậy. Giống như báu vật, bạn xứng đáng được nhận mọi điều tốt đẹp mà thế giới trao tặng. Bạn hãy lưu tâm đến điều này, biết rằng nếu bạn nâng cao cách nhìn về bản thân, thì bạn cũng nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Thế giới ở bên ngoài sẽ vọng lại suy nghĩ, niềm tin và ý định của bạn, rằng bạn là một thực thể quý báu, xứng đáng được thịnh vượng hôm nay chúng ta hãy thực tập sống xa hóa, hãy dành thời gian để làm cho mình những việc mà mình xem là xa xỉ, hãy tắm bong bóng xa phòng, hay đi tàn bộ, gặp gỡ bạn bè bên ly trà, hoặc đắm mình trong một bộ phim cũ yêu thích. hãy tạo thói quen này, bạn càng đem những điều xa xỉ nhỏ nhỏ vào cuộc sống của bạn, bạn càng cảm thấy bạn xứng đáng với tình yêu và sự trù phú. Bạn sẽ càng cảm nhận giá trị bên trong của mình. Ngày hôm nay có một thông điệp dành cho bạn. Khi bạn thức dậy vào mỗi sáng, hãy nghĩ, thật là một đặc quyền quý giá làm sao khi được sống, được hít thở, được suy nghĩ, được thưởng thức cuộc sống và được yêu thương. Hôm nay, chúng ta hãy nhìn vào khái niệm giao hóa. Hãy thêm vào cuộc sống của bạn những điều có ý nghĩa trên mức thiết yếu. Khi bạn cảm thấy mình xứng đáng được nhận những phước lành mà vũ trụ trao tặng, nhu cầu của bạn được đáp ứng một cách dễ dàng, thậm chí trên cả mức cần thiết. Ngay khi bạn học được cách nhận lấy những ân huệ được gửi đến bạn, thì bạn đang chứng tỏ với vũ trụ rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất và bạn luôn sẵn lòng để đón nhận. Vào phần bài tập của ngày hôm nay. Bài tập 1. Hãy trả lời những câu hỏi sau vào trong cuốn sổ của bạn. Sự xa hoa được biểu hiện thế nào trong cuộc sống của bạn? Món quà xa xỉ mà bạn tặng chính mình là gì? Làm thế nào để bạn có thể mang sự xa hoa đến cho những người khác? Bài tập số 2 của ngày hôm nay. Hãy viết câu tư tưởng của ngày hôm nay vào sổ. Hôm nay, tôi tặng cho mình những giây phút xa hoa. Hôm nay tôi tặng cho mình những giây phút xa hoa. Đừng quên lặp lại câu tư tưởng này trong suốt ngày của bạn. Bài tập 3 Hãy thiền với câu kính Om Ritam Nama Om Ritam Nama Hành động và khát vọng của tôi được ủng hộ bởi tuệ giác của vũ trụ hành động và khát vọng của tôi được ủng hộ bởi tuệ giác của vũ trụ. Bài tập 4 Hôm nay, hãy dành thời gian cho một điều xa xỉ nhỏ nhỏ ở trong cuộc sống của bạn. Hãy dành thời gian để bạn làm một việc mà bạn xem là xa xỉ. Sau đó, hãy biến điều này thành thói quen. Hãy mang thói quen tặng cho mình những giây phút xa xỉ nhỏ nhỏ vào trong cuộc sống thường nhật của bạn. Bài tập số 5. Hãy xem lại những cảm nhận của bạn về câu chuyện ngày hôm qua. Hãy xem xem bạn còn bỏ sót điều gì không? Liệu bạn có muốn bổ sung thêm điều gì trong ánh sáng nhận thức mới? Sau đó, hãy nghĩ về một người trong cuộc đời của bạn, hay trong môi trường của bạn. Người đó dường như bất hạnh hay đang trải qua một thời gian khó khăn? Người này hay phàn nàn và có cái nhìn tiêu cực về cuộc đời. Hãy chia sẻ câu chuyện ngụ ngốn của ngày 19 với người ấy và ghi lại những điều đang xảy ra trong cuốn sổ của bạn. Bao gồm, bạn cảm thấy như thế nào khi câu chuyện chia sẻ với anh ấy hay cô ấy? Những suy nghĩ, liên tưởng, cảm giác nào đã phát sinh ở bên trong bạn? Người kia có trả lời không? nếu có các bạn đã thảo luận về những gì bạn không thể biết mình có thể tác động và làm biến chuyển cuộc sống của ai đó khi bạn chia sẻ những gì mà mình học được ấy vậy nhưng hãy vẫn làm với động lực là tình yêu có thể để cho một người bớt khổ vũ trụ không chỉ cần phải đánh một tiếng chuông mà còn phải đánh rất nhiều tiếng chuông và ngày hôm nay Biết đâu sự chia sẻ của bạn là một trong những tiếng chuông ấy. Khi bạn đã hoàn thành tất cả những bài tập của ngày hôm nay, hãy bình luận ngày thứ 20 đã hoàn thành. Đừng quên chia sẻ những dấu hiệu của thịnh vượng đến trong cuộc đời của bạn trong suốt 21 ngày này. Biết ơn và hẹn gặp lại bạn vào ngày mai, ngày cuối cùng của chúng ta.